Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích 6.172 ha, thuộc địa bàn ba huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan và hai thành phố Ninh Bình, Tam Điệp. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 90 km về phía đông nam, là khu vực có sự hòa lẫn giữa thiên nhiên và văn hóa. Quần thể danh thắng Tràng An bao gồm 3 vùng được bảo vệ liền kề nhau là khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An Tam Cốc Bí Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Tràng An đã trở thành di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới sau cuộc họp lần thứ 38 của UNESCO tại Doha, Qatar, theo các tiêu chí về văn hóa, thẩm mỹ và các giá trị địa chất địa mạo. Như vậy, Tràng An đã trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Đến Tràng An vào những ngày nắng đẹp, chúng ta mới thấy hết sự lung linh của sắc màu nơi đây dưới nhiều góc độ. Vẻ đẹp thẩm mỹ sắc màu của những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp qua thời gian hàng thế kỷ cùng với sắc màu do con người tạo ra qua năm tháng đã hiện hữu trước mắt chúng ta. Những bức tranh hài hòa của những ngọn núi, hang động huyền bí, sông nước thanh tĩnh với những con đò đang lướt nhẹ trên những dòng sông uốn lượn. Nơi đây cũng đảm bảo tính toàn vẹn và tính xác thực, thực thi và đảm bảo thực thi đầy đủ việc bảo vệ quản lý di sản. Đây là địa điểm nổi bật trong khu vực Đông Nam Á và có ý nghĩa trên phạm vi thế giới, cho thấy cách mà người tiền sử tác động qua lại với cảnh quan tự nhiên và thích ứng với biến đổi to lớn về môi trường trải dài ít nhất khoảng 30.000 năm. Đến thế kỷ thứ 10 ở Hoa Lư, cư dân Tràng An đã không ngừng phát triển bản sắc văn hóa của họ với sự hòa hợp cùng cảnh quan thiên nhiên.